Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn một cây vú sữa hoàng kim nhà em, loại cây quả to có núm. Đối với vú sữa hoàng kim thì cái loại mà quả có núm này thì quả khá là to, đặc biệt là quả rất là đẹp. Cái cây này hiện tại của nhà em thì đang quả và rất là nhiều hoa. Cái quả này nhìn nó vàng như thế này thôi, nhưng mà chưa phải là chín đâu nha cô bác anh chị. Đối với những cái quả vàng như thế này, tại vì ở trong cạnh cái núm, ở cái cành của nó thì nó vẫn còn xanh. Đối với vú sữa hoàng kim thì phải chín cây thì nó mới ngon nha cô bác anh chị. Còn nhiều cô bác anh chị và các bạn cứ vặt từ lúc mà nó còn xanh, nó hơi vàng mà mình đã vặt vào để mình ăn hoặc là mình giấm ăn ấy, thì nó cũng vẫn chát nha cô bác anh chị, nó không được ngọt đâu. Riêng vú sữa hoàng kim thì cô bác anh chị và các bạn phải để chín hẳn trên cây thì nó mới ngon. Chính vì thế cho nên nhiều cô bác anh chị và các bạn cũng cứ thắc mắc là tại sao vú sữa hoàng kim nhà tôi nó không được ngọt ấy. Là lý do là bởi vậy đấy ạ. Có thể là nhiều nhà vườn họ cũng lấy cái hình ảnh vú sữa, cái quả vú sữa hoàng kim như này để họ bán cây giống. Tuy nhiên là em cũng chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều rồi. Vú sữa hoàng kim thì không thể dựa vào là lá to để nhận biết được là quả to, hoặc là cũng không có cái gì để kiểm chứng được là họ quay cái quả to như thế này và họ tất cả các cây họ bán đều là quả to. Vì thế mà cô bác anh chị và các bạn, mình trồng số lượng nhiều thì cô bác anh chị phải tuyển chọn lại giống. Tức là khi mà cô bác anh chị trồng xong ấy, sau này nó ra quả thì những cái cây mà quả to đẹp cô bác anh chị và các bạn để và mình ghép vào những cái cây mà quả bé. Đó. Như thế là cái cách đó là cách cải tạo tốt nhất và cũng để cho cả cái vườn vú sữa của mình nó đồng đều quả nhất. Còn đối với cây hạt bây giờ thì em bán vú sữa hoàng kim rất là lâu rồi. Có thể là bán gần như là đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên là em chưa bao giờ khẳng định với các cô bác, anh chị và các bạn là tất cả các cây của nhà em đều là quả to ạ. Vườn nhà em hiện tại thì có một cái cây này quả cực kỳ là to luôn. Cái quả này thì tầm khoảng 4 lạng, 4-5 lạng. Thế nhưng mà không phải là tất cả các cây quả nó đều như này đâu ạ. Có duy nhất một cây này thì hiện tại thì nó như thế này thôi. Nhưng trong vườn em thì có rất là nhiều cây to. Hiện tại thì đang có hoa. Năm ngoái thì có rất nhiều hoa và quả rồi. Nhưng không phải là cây nào cũng là quả to. Có những cái cây lá rất là to nhưng mà quả cũng không to đâu ạ. Còn vú sữa hoàng kim thì để mà ăn ngon nhất thì cô bác anh chị và các bạn phải để chín kỹ ở trên cây thì nó mới ngon nha. Nhiều anh chị cứ hỏi em là tại sao vú sữa nhà này ngon lắm, nhà kia ngon lắm, nhưng sao nhà tôi nó lại không ngọt mấy, hoặc là nó vẫn có vị chát. Thì nếu mà cô bác anh chị và các bạn mình hái sớm nó xuống ấy thì đúng thật là nó vẫn chát. Khi mà mình hái cái quả xanh, nó đối với vú sữa hoàng kim thì nó không thể chín được ngon như là quả chín cây đâu ạ. Cái cây này của nhà em thì hiện tại thì cũng rất là nhiều hoa, đang có quả này và cũng rất là nhiều hoa, sai cực kỳ luôn, cành nào cũng sai hoa. Tầm mùa này thì không chỉ nhà em mà tất cả mọi nhà cây vú sữa hoàng kim cây nào cũng sai hoa và quả luôn ạ. Cô bác anh chị và các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về cái vú sữa hoàng kim này thì cứ liên hệ trực tiếp số ở trên màn hình em nhé. Nhà em thì vẫn có cây giống tầm khoảng 20 phân và cây choai tầm khoảng 80 phân đến 1 mét. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu mua loại nào hoặc là mình cần tìm hiểu thêm về cái loại này thì cũng cứ liên hệ số điện thoại em ạ. Cái số đó của em, số của em có Zalo đấy. Đây, trong cái khu này của nhà em thì rất nhiều vú sữa hoàng kim. Thế nhưng mà em thì chưa bao giờ em khẳng định là tất cả các cây ở trong vườn nhà em đều là quả to. Tuy nhiên là tất cả nó đều là lá to đấy ạ.
đợt vừa rồi lạnh với lại sương muối nữa thì nó cũng rụng khá là nhiều lá. Nhưng bây giờ thì cây thời tiết tầm này ấm áp rồi, cây nào cũng đang phát triển mạnh và đặc biệt là ra hoa mạnh luôn. Như cái cây này di rít hoa, hoa nhiều đến nỗi mà nhìn cũng sợ luôn. Đó, đối với vú sữa hoàng kim thì cô bác anh chị và các bạn mình trồng mình nên để thật là chín thì nó mới ngon nhá. Và với vú sữa hoàng kim thì nếu mà vận chuyển xa thì thực sự là rất là khó. Vì thế mà cô bác anh chị và các bạn mà trồng số lượng nhiều để mà làm kinh tế thì mình cũng nói chung là mình cũng cũng nên xem xét và tìm hiểu thật là kỹ về cái loại này. Tại vì em thấy là đối với vú sữa hoàng kim thì phải chín hẳn thì mới ngon đúng không ạ? Còn nếu mà mình vận chuyển xa thì mình sẽ phải hái từ cái lúc mà quả nó chưa chín hẳn, có nghĩa là lúc đó thì quả nó chưa được ngon. Đúng không ạ? Còn khi mà quả nó để mà ngon rồi ấy, để mà ngon rồi ấy thì lại phải chín hẳn. Mà chín hẳn thì vận chuyển xa rất là khó. Chín hẳn mà vận chuyển xa thì nó dễ bị dập. Mà với vú sữa hoàng kim mà đã dập thì nói thật là ăn nó cũng không không có cái vị gì luôn ạ. Nhà em thì không chỉ có vú sữa hoàng kim mà tất cả các loại cây nhập khẩu cũng như là cây ăn trái trong nước nhà em đều có. Cô bác anh chị và các bạn cần tư vấn loại nào thì cứ gọi điện trực tiếp cho em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ. Cô bác anh chị và các bạn xem kênh mà cần tư vấn gì,